Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện ngũ hành tôi thiếu em của tác giả Tây Tử Tự. chương 87, lớp vỏ bên trong. Khi năm vị dậy, không chỉ không khí Tết trở nên rõ ràng hơn mà cả thời tiết cũng trở nên lạnh hơn mỗi ngày. Chu Gia Ngư thực sự giống như một con gấu đang ngủ đông, lớp áo càng ngày càng dày và hành động của anh cũng trở nên chậm lại. Tuy nhiên, anh cảm thấy mình mạnh mẽ hơn so với trước đây ít nhất là trong thời tiết lạnh, vì anh có thể thường xuyên được sưởi ấm trong lòng Lâm Trục Thủy. Buổi tiệc giao thừa, Chu Gia Ngư và mấy người bạn đã chuẩn bị một bữa tối ngon. Dĩ nhiên, Chu Gia Ngư là người chủ chốt và anh thích loại hình nấu nướng này nhất. Hoàng Thử Lang cũng đã đổi lấy một chiếc áo len dày để chống lạnh, cảm giác khi sờ vào là rất dễ chịu. Tiểu chỉ vẫn là một chú dê nhỏ mà anh nuông chiều hàng ngày. Chu Gia Ngư bắt đầu gợi ý cho tiểu chỉ vài món ăn, nhưng khi thấy Hoàng Thử Lang không quan tâm, anh quyết định không đào sâu vào vấn đề đó nữa. Dần dần, khi năm mới đến gần, số lượng người đến nhà Lâm để chúc Tết cũng tăng lên. Phần lớn mọi người bị ngăn cản ở ngoài, nhưng một số ít có thể vào bên trong, như Lâm Phách, cha của Lâm Trục Thủy, và Lâm Trục Thủy theo tư cách anh trai. Tuy nhiên, Lâm Phách không hài lòng với cách Lâm Trục Thủy đối xử với mình, và khi họ cùng nhau ăn tối, Lâm Trục Thủy chỉ nói, "Ăn chưa?" Dưới tình huống này, người bình thường thường sẽ mời họ ở lại để ăn, nhưng Lâm Trục Thủy rõ ràng không phải là người bình thường. Do đó, Lâm Phách có vẻ mất mặt và cả phòng trở nên im lặng. Về sau, Chu Gia ngư nhẹ nhàng đề xuất, "Đại gia, hãy ăn cùng chúng tôi. Tôi sẽ chuẩn bị một mâm cơm ngon, có cả thịt gấu nướng." Chỉ cần nghe đến món ăn, không khí trong phòng lập tức vui tươi lên liên quan đến mối quan hệ giữa lâm trục thủy và gia đình lâm lâm giác đã tiết lộ cho chu gia ngư một số thông tin ban đầu gia đình lâm đã yêu cầu một viên ngọc quý để điều trị vấn đề sức khỏe của lâm trục thủy tuy nhiên lâm trục thủy không nhận viện này và sau đó gia đình anh đã thực hiện một biện pháp nguy hiểm để thay đổi vận mệnh của anh chúng ta không biết chính xác biện pháp đó là gì lâm giác nói sau sự việc đó, Lâm Trục Thủy trở nên lạnh lùng hơn và không còn gần gũi với Lâm Gia nữa. Chu Gia Ngư cảm thấy khó chịu khi nghe điều này. Cha mẹ của Lâm Trục Thủy đã hy sinh nhiều để giữ anh sống và có lẽ họ đã không thực hiện mong muốn của mình. Không có gì tốt hơn nếu Lâm Trục Thủy đi ra xa một chút. Lâm Giác nói, ở đây quá đông người, không tiện cho cậu hành động. Chu Gia Ngư ngạc nhiên, hành động lâm giác nói như một tay lão làng và nói từng từ một với cảm giác tỉ mỉ làm cái đó làm cái đó chu gia ngư ôm lâm giác với tư thế quyến rũ về phần này chu gia ngư không có kinh nghiệm gì cả anh chỉ nghe qua mà chưa từng thực hành nhưng từ khi lâm giác nhắc nhở anh anh đã nảy ra ý muốn hiểu thêm về nội dung này vì vậy anh quyết định tìm kiếm một số video liên quan trên internet và tự huấn luyện mình tuy nhiên khi thường xuyên không tìm thấy những video thích hợp chu gia ngư cuối cùng chỉ có thể hỏi từ nhập vọng từ nhập vọng cũng là một người gay và anh ta rõ ràng biết nhiều hơn anh khi từ nhập vọng nghe chu gia ngư muốn đồ vật này câu hỏi đầu tiên anh ta đặt là cậu sống cùng ai chu gia ngư trả lời anh đoán xem từ nhập vọng nói nào đừng làm trò mẹ cậu đã nói với tôi rằng cậu và lâm trục thủy sống cùng nhau chu gia ngư a à. từ nhập vọng gửi một loạt dấu chấm sau đó giơ ngón cái lên chu gia ngư nói vậy cậu có thứ đó không từ nhập vọng hỏi bạn muốn quốc gia nào chu gia ngư trả lời bất kỳ quốc gia nào cũng được anh bổ sung miễn là điều kiện tốt khi nói xong anh hơi hồi hộp vì sợ mình đã nói quá nhiều từ nhập vọng gật đầu và cung cấp một số địa chỉ mạng cho chu gia ngư anh ta chậm rãi di chuyển con chuột mở một địa chỉ mạng khi trang web xuất hiện một cặp đang ngồi trên giường xuất hiện và họ bắt đầu tiến triển theo một hướng thú vị chu gia ngư cảm thấy hứng thú và hơi đỏ mặt anh ngừng lại một chút thở một hơi rồi quay lại màn hình vào tối đó chu gia ngư có một giấc mơ kỳ lạ trong đó lâm trục thủy cũng xuất hiện anh ta nằm bên cạnh Chu Gia Ngư, nhìn anh ôn nhu. Đôi mắt của anh ta vẫn mở, và trong đôi mắt đen đó có sự ôn nhu khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Chu Gia Ngư ôm Lâm Trục Thủy và cảm nhận sự ấm áp của cơ thể anh ta. Anh ta gọi tên người tiên sinh và cảm nhận linh hồn mình tan chảy trong cảm giác nồng nhiệt. Khi Chu Gia Ngư thức dậy vào sáng hôm sau, anh ta không ngạc nhiên khi phát hiện quần áo của mình ướt anh ta nhanh chóng đi xuống phòng tắm để rửa quần áo nhưng không may phát hiện phòng tắm đang có người sử dụng là thẩm nhất cùng đang chuẩn bị đi bộ sáng sớm thẩm nhất cùng một chàng trai trưởng thành với sức mạnh tinh thần vượt trội nhìn thấy chu gia ngư đang tẩy quần áo và cảm thấy không thể không nhìn nói vui tối qua anh mơ thấy gặp bạn trong giấc mơ chu gia ngư nhìn chăm chú vào anh thẩm nhất cùng gãi đầu một cái và tỉnh dậy đúng là tiểu thư tỷ hay là tiểu ca ca? Chu Gia Ngư vẫn không mở miệng. Thẩm nhất cùng trở nên cứng nhắc, chẳng lẽ là tiên sinh? Chu Gia Ngư tức giận ném quần cọc một cái, đừng có nói nhảm nữa, đợi buổi anh tự nấu cơm đi. Thẩm nhất cùng nhắc miệng một cách đầy tự tin, kéo thủ thế và nhanh chóng rời đi. Do giấc mơ kỳ lạ đêm qua, Chu Gia Ngư cảm thấy không thoải mái khi nhớ đến Lâm Trục Thủy dù họ đã xác nhận mối quan hệ và đã hôn nhau nhưng khi nhớ lại lâm trục thủy trong giấc mơ đêm qua chu gia ngư cảm thấy ngượng ngùng và không dám nhìn lên đột nhiên điện thoại di động của anh rung lên và một cuộc gọi từ một số lạ hiện ra chu gia ngư nhấn nút gọi alo gói hàng của anh đã đến giọng của nhân viên giao hàng truyền đến gói hàng khi nghe hai từ gói hàng chu gia ngư cảm thấy một chút không thoải mái và anh nói đừng giao cho tôi tôi không đặt hàng là tiên sinh từ kinh hòa gửi đến nhân viên giao hàng nói thêm chu gia ngư ngừng lại một chút khi nghe danh tính này rồi thở dài nhẹ nhõm vậy đặt ở cửa sổ bảo vệ đi đã nhận lệnh nhân viên giao hàng cúp điện thoại chu gia ngư đặt điện thoại xuống và nói một nhân viên giao hàng từ kinh hòa gửi một gói hàng cho tôi rõ ràng mọi người đều nhạy cảm với cái tên này dù đang ăn cơm nhưng mọi người đột nhiên dừng lại lâm giác nhăn mày từ kinh hòa anh ấy gửi bạn gói hàng làm gì vậy tôi không biết chúng tôi không quen biết chu gia ngư nói tôi đã yêu cầu nhân viên giao hàng đặt gói hàng ở cửa sổ tôi sẽ kiểm tra nó sau tôi sẽ đi cùng cậu lâm trục thủy bỏ đũa xuống và đứng dậy chu gia ngư không phản ứng dù sao với hai người cùng đến sẽ dễ dàng hơn để phát hiện bất kỳ điều gì kỳ lạ trong gói hàng chu gia ngư cầm trong tay cảm thấy một cái hộp có vẻ như có điểm cứng ngắc lâm trục thủy vươn tay ra để tôi xem một chút chu gia ngư đưa gói hàng cho lâm trục thủy lâm trục thủy nhìn qua gói hàng sau đó nói không có gì bẩn thỉu hãy mở ra chu gia ngư được phép vì thế anh mở gói hàng và vứt phần bên ngoài đi Bên trong là một hộp gỗ nhỏ, vuông vức và dày dặn, nhưng vẫn nhỏ hơn một chiếc notebook. Đó là một hộp. Chu Gia Ngư nghiên cứu một chút, rồi tìm thấy một nút nhỏ trên đỉnh của hộp, nó giống như một thiết bị phóng vật thể. Lâm Trục Thủy nói, đưa nó lại đây. Chu Gia Ngư đưa hộp cho Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy nhấn nút trên hộp, rồi một tiếng kêu răng rắc, một ngăn kéo nhỏ trượt ra từ bên trong hộp. Chu Gia Ngư nhìn thấy Lâm Trục Thủy lấy ra một tấm giấy từ ngăn kéo. Giấy, Lâm Trục Thủy nhíu mày, không hiểu đây là cái gì. Chu Gia Ngư nhận tờ giấy đó, phát hiện rằng đó là một tấm giấy cũng bao gồm giấy bao 11 măng, một mẫu cổ xưa với các lời viết cổ, có vẻ như từ trên cao kéo xuống, và có một số vết lõm và nổi trên lề. Anh tìm kiếm một chút nhưng không tìm thấy gì đặc biệt, không có gì trên giấy. Lâm Trục Thủy trầm tư, rõ ràng đang suy nghĩ về điều gì đó. Chu Gia Ngư không muốn làm phiền anh, chỉ đứng im lặng bên cạnh. Chỉ sau một lúc, Lâm Trục Thủy nói, đi về trước đi. Được, Chu Gia Ngư gật đầu. Mọi người trong nhà đều tò mò về những gì từ Kinh Hòa đã gửi cho Chu Gia Ngư. Khi nhìn thấy tấm giấy bao mười một măng, họ không thấy gì đặc biệt và bày tỏ sự ngạc nhiên tại sao lại gửi một tấm giấy? Lâm Giác nghiên cứu tấm giấy một lúc, không phát hiện điều gì bất thường, nó chỉ là một tấm giấy bình thường, không có gì đặc biệt cả. Tôi không biết, Chu Gia Ngư cũng không hiểu. Anh không quen biết với từ kinh hòa, nên không biết anh ta đang nghĩ gì. Lâm Trục Thủy đốt mặt bàn ngón tay, vẫn im lặng. Cuối cùng, sau khi mọi người đã thảo luận một lúc, anh ta mới nói, hãy giữ lại, nếu anh ta gửi cho bạn cái này, chắc chắn có lợi ích gì đó. Chu Gia Ngư cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, anh ta đặt lại tấm giấy vào hộp gỗ và cẩn thận khóa nó trước khi đặt trong tủ của mình. Cái bao này có vẻ chỉ là một món đồ không quan trọng, không mang lại bất kỳ biến động nào trong cuộc sống của họ. Trong năm vừa qua, Lâm Trục Thủy trở nên bận rộn hơn, yêu cầu của anh thay đổi nhiều, có những người có thể kiểm soát nhưng cũng có những người không thể kiểm soát ví dụ như mấy ngày gần đây lâm trục thủy lại bận rộn với việc xem từ sáu cho những cô gái trẻ lâm tiên sinh liệu bạn có thể giúp tôi xem vận mệnh không cô gái hỏi chủ đề này thường làm lo lắng cho phần lớn phụ nữ trẻ lâm trục thủy nhẹ nhàng đặt tay lên tay cô gái sau đó rút lui trong nhà bạn có nuôi động vật không nuôi động vật cô gái suy nghĩ một chút tôi thích nuôi động vật và tôi có nhiều mèo và chó một điều đặc biệt lâm trục thủy nói đặc biệt cô gái suy nghĩ một chút bất ngờ hiểu ra ồ tôi nuôi một con cáo trắng lâm trục thủy nói hãy thả nó ra cô gái cảm thấy không vui khi nghe nhưng tôi thích nó nó dễ thương và thông minh là vậy sao bạn muốn nuôi nó vì bạn trai à lâm trục thủy nói Cô gái bắt đầu phàn nàn, không thể hiện thực hiện được. Lâm Trục Thủy không trả lời, chỉ nâng tách trà lên và uống một ngụm. Cuối cùng, sau khi thương lượng một chút, cô gái thả cáo ra ngoài, sau đó lo lắng xem liệu việc nuôi cáo quá lâu có ảnh hưởng đến khả năng săn mồi của nó không, nhưng cô vẫn yêu thích và quan tâm đến loài vật này. Lâm Trục Thủy cuối cùng nói, cáo cần được thả ra tự nhiên, càng xa càng tốt và không nên nuôi loại động vật này. Tại sao vậy?" Cô gái hỏi. "Bởi vì chúng thường ghen tị." Lâm Trục Thủy giải thích, sự ghen tị của động vật đôi khi có thể nguy hiểm hơn cả sự ghen tị của con người. Cô gái lộ ra biểu tình sợ hãi, gật đầu và rời đi. Lâm Trục Thủy làm những việc này trong thời gian này và Chu Gia Ngư đứng bên cạnh, tích lũy một chút kinh nghiệm. Cô gái này có một gương mặt đẹp đẽ, đôi mắt hút hồn là tiêu chuẩn của một người đẹp và có vẻ như số mệnh đã dành cho cô ấy một nhiệm vụ khó khăn. Hồ Ly cũng thích tình dục. Sau khi cô gái đi, Lâm Trục Thủy nhắc Chu Gia Ngư, nhưng chúng nhiều hơn và có thể gây ra nguy hiểm, mọi thứ đều phải được kiểm soát cẩn thận. Chu Gia Ngư gật đầu. Sau khi trở về từ thành phố S, Lâm Giác đã tham gia vào cuộc điều tra về phòng ở chết chóc đó. Cảnh sát đã phá hủy nhà và tìm thấy hơn 200 bộ hài cốt mỗi bộ đều bị chôn giấu sau các bức tường và được xếp theo trình tự dài ngắn. Mặc dù không phải ai cũng nhìn thấy hiện trường, nhưng chỉ cần nghe mô tả cũng đủ khiến mọi người rợn tóc gáy. Số lượng nạn nhân làm cho cảnh sát phải lo lắng, và nếu thông tin này bị tiết lộ ra ngoài, sẽ gây ra một làn sóng lớn trong dư luận. May mắn là công tác bảo mật của họ khá tốt và không có thông tin dò gì. Tuy nhiên, dù đã được bảo mật, nhưng ít nhất trong giới cảnh sát, Thông tin này vẫn lan truyền. Sau khi điều tra kỹ lưỡng, cảnh sát kết luận rằng chủ nhân của ngôi nhà này đã sử dụng phòng đó để giết người. Nhà này đã tồn tại từ lâu và đã có nhiều chủ nhân trước đó. Theo ý kiến của cư dân xung quanh, phòng này luôn yên tĩnh và không hề có âm thanh, nhưng đôi khi lại có những tiếng động lạ. Một số người đã thậm chí chứng kiến cảnh tượng kỳ quái trong phòng, mặc dù chưa có ai thấy được người chủ nhân thực sự. Tuy nhiên, thông tin đăng ký bất động sản cho thấy rằng ngôi nhà này đã bị bỏ hoang từ lâu và không ai đăng ký sở hữu tên chủ nhân trước đó đã được giả mạo vậy là hung thủ vẫn chưa được tìm thấy chu gia ngư hỏi phòng này có ý nghĩa gì chứ chúng được sử dụng để giết người lâm giác trả lời nếu họ đã ra đi thì không có gì nữa nhưng đúng là kỳ quái chu gia ngư cảm thấy chuyện này vẫn chưa kết thúc dự đoán của anh là chính xác và một vài tháng sau khi rời khỏi thành phố s giang húc đào gọi điện cho lâm giác trong cuộc trò chuyện không có thông tin cụ thể nhưng lâm giác rõ ràng đang lo lắng có chuyện gì xảy ra không chu gia ngư hỏi lâm giác nói cậu có nhớ giang húc đào không cô bé đó có chu gia ngư nhớ rõ cô bé đã để lại ấn tượng sâu sắc cô ấy gặp vấn đề lâm giác nói với sự buồn bực căn phòng bị phá hủy hiện giờ nó đã thành một đống đổ nát giang húc đào nói rằng mỗi tối cô bé đều rời khỏi nhà lén lút chạy về phía khu vực đó cô mới trở lại vào sáng thứ hai cô ấy bị truy sát chu gia ngư chỉ có thể suy đoán như vậy không rõ lâm giác nói có vẻ như chúng ta cần phải đi kiểm tra một chút được chu gia ngư không từ chối Lâm Trục Thủy tỏ ra không hề bất ngờ khi nghe những lời này, nhưng sau khi hiểu rõ tình hình, anh ta vẫn giữ bình tĩnh. Vậy thì hãy dẫn tôi đi xem, có lẽ ngôi nhà đó có một số điểm đặc biệt chúng tôi chưa phát hiện được. Lâm Giác đồng ý một cách dễ dàng, và cả nhóm lại nhanh chóng trở về thành phố S lần thứ hai. So với mấy tháng trước, tinh thần của Giang Húc Đào đã tốt hơn nhiều. Có lẽ là do tình hình trở nên ít căng thẳng hơn. Dù không tránh khỏi nỗi buồn buông xuôi, nhưng ít nhất cô không còn bị tổn thương về thể chất. Khi họ đến, Giang Húc Đào hỏi về việc này, Lâm Trục Thủy đi thẳng vào vấn đề, "Con bé đang ở đâu?" "Con bé đang ở trong phòng đây." Giang Húc Đào trả lời, tinh thần cô ấy không ổn. "Hãy dẫn tôi đi." Lâm Trục Thủy trả lời một cách thẳng thắn. Giang Húc Đào gật đầu và nhìn thấy Chu Giang Ngư đứng sau Lâm Trục Thủy ông lập tức nhấp nháy mắt và nói nhỏ anh có thể ở lại đây cô bé rất thích anh từ khi anh đưa lá thư đến chu gia ngư nhẹ nhàng gật đầu hai người cùng giang húc đào vào phòng họ thấy nha nha đang ngồi ở góc phòng nhìn mệt mỏi và u buồn khi thấy chu gia ngư và lâm trục thủy cô chỉ cúi đầu mà không nói gì nha nha giang húc đào gọi có gì đó xảy ra nếu có chuyện gì hãy nói ra chúng tôi có thể giúp con. Nha Nha không trả lời. Giang Húc Đào cố gắng khuyên bảo vài câu, nhưng cuối cùng Nha Nha vẫn im lặng. Cuối cùng, cô nói, họ đang tìm một vật phẩm. Một vật phẩm? Giang Húc Đào ngạc nhiên, vật phẩm là gì vậy? Nha Nha lắc đầu, con cũng không biết, nhưng con biết đó là một chiếc hộp màu đen, được chôn dưới gian nhà. Hộp màu đen? Giang Húc Đào lặng lẽ, nhưng họ là ai? ông ta muốn hỏi thêm nhưng bị lâm trục thủy ngăn lại hãy dẫn chúng tôi đến căn phòng phế tích đó lâm trục thủy nói giang húc đào có chút do dự nhưng vẫn đồng ý với đề xuất của lâm trục thủy và dẫn họ đến phòng ở phế tích trên đường nhà nhà không nói một lời nào biểu hiện của cô không sợ hãi hoặc mong đợi mà chỉ thấy hơi choáng chu gia ngư nhìn cách cô cư xử với một ít lo lắng khu vực của ngôi biệt thự đã bị phong tỏa từ khi xảy ra sự việc nhưng giang húc đào có quan hệ với cảnh sát vì vậy họ được phép vào phòng ở trong ngôi biệt thự đã bị dỡ bỏ chỉ còn lại một mảnh phế tích nhà nhà dường như bị thu hút bởi điều gì đó luôn muốn điều về phía trung tâm giang húc đào vẫn ôm chặt không buông tay sợ cô sẽ bị tổn thương có đồ vật dưới đây nhà nhà kêu lên cố gắng vượt qua giang húc đào để đào xuống. Lâm trục thủy tiến lại, nhặt một khối đất bên cạnh và bắt đầu đào. Chu gia ngư và thẩm nhất cùng cũng đến giúp. Đất khá cứng, việc đào lên không dễ dàng, mặc dù là đàn ông to lớn nhưng họ cũng cần phải gồng mình. Trong lúc họ đào, nha nha đứng đó mong đợi, vẻ mặt hân hoan. Nửa giờ sau, họ đã đào sâu hơn và Chu Gia Ngư đã cảm nhận được một vật cứng bên dưới đất. Anh ta nói, có đồ vật. Họ tiếp tục đào và sau một thời gian, một chiếc hòm sắt nhỏ xuất hiện trước mắt họ. Vali, Chu Gia Ngư vội vàng đưa ra hòm sắt từ dưới đất, nghĩ rằng đây có lẽ là thứ nha nha muốn tìm. Dương sắt trên cùng mang theo một cái khóa nhỏ, từ bên ngoài có vẻ đã bị ăn mòn bởi rỉ sét, cho thấy tuổi đời của nó. Chu Gia Ngư dùng giấy để lau sạch bụi bẩn trên dương sắt, sau đó cầm lên và lắc lắc không nặng bên trong là cái gì vậy để ta xem lâm giác nói cái khóa này có vẻ đặc biệt nếu không có chìa khóa chắc phải dùng sức mạnh để mở nhưng không biết bên trong có thứ gì có thể nguy hiểm hoặc không vậy nên việc phá khóa có vẻ là lựa chọn an toàn nhất bạn có đồng ý không lâm trục thủy gật đầu đồng ý vậy là mọi người mang dương sắt về nhà và bắt đầu phá khóa việc này lại thuộc về Lâm Giác. Từ khi lần trước đi học, Chu Gia Ngư đã nhận ra rằng Lâm Giác có kỹ năng này. Khi vali bị đào lên, nhà nhà vẫn giữ bình tĩnh, ánh mắt tập trung vào dương sắt. Khóa trên cùng đã mất vài giờ để phá, khi mọi người đã mệt mỏi, họ nghe thấy tiếng kêu nhẹ khi khóa rơi xuống đất vali đã mở. Đã mở, Lâm Giác vui vẻ nói. Vali được mở ra, tất cả mọi người vây quanh, tò mò xem bên trong. Lầm giác mở nắp và bên trong là một bức ảnh. Khi mọi người nhìn rõ hơn, họ ngạc nhiên, đây là một bức ảnh. Quả thật, trong vali có một bức ảnh được khảm nạm, chụp bằng máy ảnh cổ điển, là một bức hình gia đình với ba người. Một cậu bé khoảng 7, 8 tuổi đứng ở giữa với nụ cười tươi giói, hai bên là cha và mẹ, từ biểu hiện trên khuôn mặt của họ có thể thấy hạnh phúc. Tuy nhiên, có vẻ như bức ảnh đã bị ảnh hưởng bởi thời gian làm cho người xem cảm thấy không thoải mái đặc biệt là hai người phụ huynh trên khuôn mặt của họ đều có những vết đen nhưng mờ mịt đây có phải là gia đình của người đầu tiên sở hữu biệt thự này không chu gia ngư nói nhưng họ không phải là chỉ có vợ chồng ở trong phòng này sao tại sao lại có thêm một đứa trẻ phòng trở nên im lặng không ai trả lời câu hỏi của chu gia ngư thay vào đó Nha Nha vẫn ôm chặt Giang Húc Đào và nụ cười xinh đẹp xuất hiện trên môi cô. Chương 88: Trận chiến bí ẩn. Nha Nha, Giang Húc Đào bị nụ cười quái dị của cô bé khiến ông ta sợ hết hồn, không còn ôm cô nữa. Đại ca ca muốn cái này. Nha Nha nói, vùng vẫy như muốn theo cha của mình trong lòng ra ngoài, lần này Giang Húc Đào buông tay, làm cho cô ngã xuống đất. Khi cô rơi, nha nha chạy đến dương sắt, muốn lấy tay để cầm khung ảnh. Chu Gia Ngư đứng lên và ngăn cô lại, đại ca ca. Nha nha, cái kia đại ca ca là ai vậy? Chính là cha của tôi. Nha nha trả lời, nhìn Giang Húc Đào một cái rồi không nói thêm. Anh thường đến nhà em hàng ngày sao? Chu Gia Ngư hỏi. Nha nha gật đầu. Nhìn câu trả lời của cô, Giang Húc Đào trở nên hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch. Anh ta nói, "Nha Nha, có chuyện gì vậy?" Nha Nha nhìn Giang Húc Đào một cái, không trả lời. "Chúng ta đi vào phòng của Nha Nha xem thử." Lâm Giác nói. Nhóm người đó đi vào phòng ngủ của Nha Nha. Phòng ngủ của cô rất đáng yêu, với tường màu hồng nhạt và thảm trải sàn mềm mại. Nhưng mặc dù phòng rất đẹp, Nha Nha vẫn không hề phát ra biểu hiện vui vẻ. Đối với Giang Húc Đào, Điều này khiến anh ta cảm thấy rất lạnh lùng. Nha nha, em nói đại ca ca đến từ đâu? Chu Gia Ngư hỏi. Nha nha do dự một chút, sau đó trả lời, từ đó. Gương. Chu Gia Ngư nhìn sang gương, kiểm tra cẩn thận một lần nữa, nhưng vẫn không phát hiện bất kỳ đồ vật lạ nào. Giang Húc Đào bất giác nhớ ra một điều gì đó và nói run run, đúng rồi. Tôi nhớ lại rồi một đêm trước khi nha nha ra ngoài, tôi thấy con bé ra khỏi phòng. Mỗi đêm, tôi đều khóa cửa phòng của con bé, nhưng vào sáng sớm ngày tiếp theo, con bé vẫn ở trong phòng. Phòng nha nha có camera không? Chu Gia Ngư suy luận, dựa vào điều kiện của Giang Húc Đào, việc cài đặt camera trong phòng của cô là không thể không nghĩ đến. Có. Giang Húc Đào thừa nhận, nhưng vào mỗi buổi sáng, camera lại tự động ngưng hoạt động không hữu ích cho việc điều tra. Khi đang nói chuyện, Lâm Trục Thủy lại tiến lại gần chiếc gương. Chu Gia Ngư nằm suy nghĩ về những gì anh ta nên làm tiếp theo, thì đột nhiên anh thấy Lâm Trục Thủy lấy một vật cứng từ bên cạnh và đập thẳng vào tấm gương. Tiếng kêu vang vọng, mặt kính gương vỡ ra thành nhiều mảnh, và trong một cái chớp mắt, Chu Gia Ngư nghe thấy tiếng xé rách giống như một thân thể, cùng lúc đó máu bắt đầu chảy ra từ vết thương trên mặt kính vỡ mọi người đều lùi lại một bước nhà nhà khóc lên thảm thiết đại ca ca ơi đại ca ca sao lại như vậy tấm gương này có một loại bùa chú đặc biệt trên mặt kính lâm trục thủy nói nhặt một mảnh gương vỡ lên và đưa cho chu gia ngư mảnh gương này bắt đầu chảy máu khi tiếp xúc với không khí chu gia ngư nhìn vào mảnh gương thấy bên trong có một tấm tường kép và trên tường kép có một chút dịch nhờn giống như máu khi tiếp xúc với không khí dịch nhờ này lại chuyển thành trạng thái lỏng và bắt đầu trải ra từ mảnh gương gương này dẫn đến cõi âm lâm giác giải thích ta đã từng nghe nói có người sử dụng gương này để kết nối với thế giới âm nhưng không phải ai cũng thành công và nhiều người khi đi vào cõi âm đều bị mất tích nhà nhà vẫn còn khóc nức nở dựa vào giang húc đào và khóc thảm thiết giang húc đào tràn ngập lo lắng lâm tiên sư Chúng ta phải làm gì với người này? Người này tại sao lại đến với chúng ta? Lâm Trục thủy lạnh nhạt nói, có thể là vì nhóm của các ngươi đã tiến vào phòng cốt bên kia. Sau đó, hắn ngồi xuống và chuẩn bị một hương nến để thực hiện một phép thuật. Chu Gia Ngư nằm cạnh bên cạnh, nhìn thấy hắn đang tạo một bức tranh trên mặt kính bằng hương nến. Hình ảnh trong tranh nét rõ ràng, ba bóng đen như trong bức ảnh xuất hiện trên mặt kính. Trong đó hai bóng đen ở hai bên màu đen, còn bóng giữa là một người đàn ông trưởng thành. Hình ảnh người này đặc biệt, anh ta ngồi trên một chiếc xe lăn, mặc một chiếc áo chống đạn dày. Bị chiếc áo chống đạn che phủ, mặt của anh ta không rõ ràng. Chu Gia Ngư nhận ra người này là người mà anh ta từng gặp trước đó khi anh ta và Thẩm Nhất cùng bị cuốn vào một thế giới khác. Anh ta đã gặp người này ở tầng cao nhất ở khách sạn lần trước. Mọi người khác không nhận ra rõ ràng như vậy, nhưng khi nghe anh ta nói, họ biết chắc chắn rằng anh ta nhận ra người này. Lâm Giác hỏi, làm sao? Anh nhận ra? Lần đó Tiểu Mê phát sóng trực tiếp sự kiện, tôi ở tầng cao nhất gặp người này. Chu Gia Ngư nói, anh ấy, tiên sinh, người này chính là người tôi thấy khi ở tầng cao nhất. Lâm Trục Thủy gật đầu một cách không ngờ hình ảnh của người đàn ông trong bức ảnh biến mất sau một thoáng lâm trục thủy nắm lấy bức ảnh anh ấy là người trong bức ảnh người này đã không còn sống ở thế giới này mọi người cảm thấy bối rối nhà nhà vẫn còn khóc và ánh mắt cô chuyển sang bức ảnh một cách khát khao chỉ tiếc rằng mọi người không chịu cho cô xem bức ảnh giang húc đào cảm thấy mình rơi vào sự mơ hồ lâm tiên sư ý của ngài là chúng tôi đã gặp người này lâm trục thủy gật đầu và không muốn nói thêm gì về sự kiện này hắn quay sang nha 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 sợ hãi khi nhìn thấy lâm trục thủy đi đến và không thể kiềm chế được mình cô bỏ chạy đến phía sau giang húc đào lâm trục thủy nắm lấy tay của nha nha a à, a à, a à. cô gào lên kinh hoàng và trong một nháy mắt cánh tay của cô biến đen màu đen bắt đầu lan rộng từ vết thương thậm chí mở rộng ra cả trên mặt và trên cơ thể của cô. Đau quá, đau quá. Cô khóc lóc, cố gắng tránh xa khỏi lâm trục thủy, nhưng sức mạnh của anh ta quá lớn, sau một thời gian dãy rủa cơ thể cô dần trở nên yếu đuối. Nếu không có sự can thiệp của Chu Gia Ngư, Giang Húc Đào có lẽ sẽ tấn công Lâm Trục Thủy. Nhưng Chu Gia Ngư hiểu rằng đó là sự âu yếm của anh ta đối với nữ nhi. Nha nha, giang húc đào kinh hoàng cố gắng giải thoát cô khỏi tay của lâm trục thủy nhưng chu gia ngư ngăn chặn anh ta nói anh hãy bình tĩnh anh ta không làm hại nha nha a à, a à, a à, nha nha vẫn khóc lóc và màu đen bắt đầu lan rộng từ vết thương trên cánh tay thậm chí lan rộng ra cả trên mặt và trên cơ thể của cô bé đau quá đau quá cô gào khóc muốn thoát khỏi tay lâm trục thủy nhưng sức mạnh của cô không bằng sức mạnh của anh. Sau một lúc dễ dụa, lực đạo bắt đầu yếu dần, và thân thể cũng mềm nhũn ra. Nếu không phải Chu Gia Ngư ngăn lại, Giang Húc Đào có thể đã lao thẳng tới tấn công Lâm Trục Thủy. Tuy nhiên, Chu Gia Ngư cũng hiểu được, dù sao đó là con gái mà anh yêu thương. Nôn, ngay khi nha nha trông như sắp ngất, cô đột nhiên bắt đầu nôn mửa không kiểm soát từng khối từng khối vật thể từ miệng cô nôn ra, Chu Gia Ngư nhìn kỹ, mới phát hiện đó là những mảnh xương bị khảm thành hình. Những mảnh xương này lớn cỡ nắm tay, không biết bằng cách nào mà Nha Nha đã nốt xuống, rồi lại nôn ra nguyên vẹn. Khi những khối xương từ miệng cô nôn ra hết, các vết đen trên tay Nha Nha cũng bắt đầu biến mất. Giang Húc Đào thấy cảnh này, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, không còn muốn lao tới nữa. Sau khi nôn toàn bộ đồ vật trong bụng ra, các vết đen trên cánh tay nha nha cũng biến mất. Cô ngã trên mặt đất, đôi mắt mở to nhưng tràn đầy mờ mịt. Ổn rồi, Lâm Trục Thủy buông lỏng tay. Nha nha, nha nha. Giang Húc đào sông tới, ôm lấy con gái mình. Ba ba, ba ba. Tiểu cô nương nhỏ giọng khóc, loại tối tăm không bình thường trên người cô cuối cùng cũng biến mất khôi phục lại vẻ ngây thơ và mềm mại của một đứa trẻ. Cô ôm lấy tay Giang Húc Đào, khóc ròng nói, "Ba ba, con sợ." "Không sợ, không sợ." Giang Húc Đào vuốt đầu Nha Nha, lòng đau như cắt. Tuy rằng hình ảnh tình thân đầy cảm động, nhưng vẫn cần phải hỏi rõ sự việc. Đợi đến khi Nha Nha bình tĩnh lại, mọi người hỏi cô một vài vấn đề và Nha Nha đã trả lời tất cả. Hóa ra lúc trước cô tìm thấy những mảnh xương trong căn lầu này là do bị một con chuột dụ dỗ. Sau khi tiến vào tầng gác, nhà nhà trở thành khách quen ở đó, thường xuyên cõng cha mẹ mình vào trong. Dĩ nhiên, những chuyện này, Giang Húc Đào và mọi người hoàn toàn không hay biết. Con thấy trên tầng gác có rất nhiều đồ ăn ngon. Nhà nhà nói, tất cả đều là những thứ con thích nhưng ba ba không cho ăn. Sau đó con thường xuyên đi lên chu gia ngư nghe nha nha nói mà cảm thấy khó chịu có lẽ trong tâm trí của nha nha những món ăn ngon đó thật ra là những mảnh xương vỡ vụn người nghe thấy mà tê cả da đầu lâm tiên sinh nha nha đã khỏe rồi chứ giang húc đào xúc động hỏi ta sẽ kê một vài thang thuốc ngươi cho cô uống đúng hạn lâm trục thủy nói thân thể vẫn sẽ chịu một ít ảnh hưởng yếu hơn so với những đứa trẻ bình thường một chút Giang húc đào nghe vậy nghiến răng nghiến lợi mắng kẻ khởi sướng, nói rằng người kia thậm chí không tha cho một đứa trẻ. Lâm trục thủy nắm bức ảnh ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve, hắn chậm rãi nói, không sao, hắn sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới cửa. Nghe ý của Lâm Trục Thủy, bức ảnh này đối với người đội đấu bồng kia hiển nhiên có ý nghĩa đặc biệt. Chu Gia Ngư suy đoán rằng cặp phu thê trong hình chính là cha mẹ của người đội đấu bồng cũng chính là những người đã xây dựng ngôi nhà này và gây ra cái chết cho hơn 200 người. Xử lý xong chuyện của nha nha, mọi người dự định rời đi. Trên đường trở về, Chu Gia Ngư nói về khả năng mối quan hệ giữa Từ Kinh Hỏa và người đội đấu bồng. dù sao lúc ở xà Sơn, Từ Kinh Hỏa cũng nhắc tới chuyện âm linh chi khế. Có thể lắm, Lâm Giác nói, ta cảm thấy Từ Kinh Hỏa có thể làm được chuyện này, phía sau nhất định có người giật dây ngươi nói người đội đấu bồng ta chưa từng thấy trục thủy tình huống hắn thế nào lâm trục thủy nói từ kinh hỏa xác thực có liên quan với bọn họ lời này như củng cố thêm suy đoán của chu gia ngư hắn tỉ mỉ theo dòng suy nghĩ rồi phát hiện một chuyện sao ta cảm thấy những việc từ kinh hỏa làm đều có liên quan đến việc phục sinh lâm giác sững sờ diễm hồng tụ bị biến thành cương thi sống lại trong trường học trôn xương người giao nhân có thể phục sinh tiểu mễ livestream sai lầm vốn nên chết nhưng bởi vì ký kết khế ước với những thứ bẩn thỉu mà còn sống chu gia ngư nói lẽ nào người đội đấu bồng muốn phục sinh ai đó có phải là cha mẹ hắn không thẩm nhất cùng nói trong hình đôi phu thê kia đều đã chết mà vấn đề này trước mắt không có đáp án chỉ có thể để mọi người suy đoán ngày hôm nay mọi người bận rộn cả ngày ai nấy đều hơi mệt liền đi nghỉ ngơi ở khách sạn gần đó chu gia ngư ở cùng phòng với lâm trục thủy ban đầu lâm giác đùa rằng hai người nên ở một phòng giường lớn nhưng chu gia ngư ngại ngùng không dám ở chung phòng với lâm trục thủy chu gia ngư nằm trên giường chậm rãi nhắm mắt lại ngáp một cái rồi ngủ thiếp đi tung 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 tiếng gõ cửa chói tai làm chu gia ngư tỉnh giấc trong cơn mơ màng Chu Gia Ngư mở mắt ra, thấy bóng đêm thăm thẳm ngoài cửa sổ. Ai vậy? Chu Gia Ngư hỏi, cầm điện thoại di động lên liếc nhìn, phát hiện bây giờ là một giờ sáng, giữa đêm khuya. Nếu là trước kia, Chu Gia Ngư có lẽ đã ra mở cửa, nhưng sau những tình huống trước đây, anh nằm im trên giường, không nhúc nhích. Tung tung tung, tiếng gõ cửa tiếp tục vang lên, làm đầu óc anh đau nhức. Người bên ngoài không nói gì, Khiến Chu Gia Ngư cảm thấy bất an. Anh suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi bò dậy, đi tới cửa. Ai ở bên ngoài? Chu Gia Ngư hỏi. Chào anh." Tiếng một người đàn ông từ bên ngoài vọng vào. Chu Gia Ngư nói, "Anh có chuyện gì?" Rồi bổ sung, "Tôi không cần dịch vụ đặc biệt đâu." Người đàn ông. Không biết có phải lời nói của Chu Gia Ngư làm anh ta nghẹn lời hay không, người đàn ông im lặng hồi lâu mới nhẹ giọng nói anh là chu gia ngư tôi có chuyện muốn nói với anh chu gia ngư hỏi chuyện gì ta có đồ vật sót lại trên người ngươi tiếng nam nhân nói câu nói này thực sự giống như trong những câu chuyện kinh dị chu gia ngư không dám hỏi đó là thứ gì anh sợ rằng nam nhân sẽ nói rằng đầu anh ta rơi trên người mình khôn ngoan im lặng để từ chối tiếp tục cuộc đối thoại chu gia ngư trở lại giường cầm điện thoại gọi này điện thoại rất nhanh được chuyển đầu kia vang lên giọng lâm trục thủy tiên sinh giọng chu gia ngư hơi căng thẳng anh nói ngoài phòng của ta có người nói đến tìm ta có việc ta sợ đó là vật bẩn thỉu chờ ta lâm trục thủy nói điện thoại vẫn chưa cắt đứt chu gia ngư nghe thấy tiếng mở cửa sát vách lập tức là tiếng bước chân lâm trục thủy dường như đi tới cửa phòng của anh trong điện thoại nói Đi ra đi. Chu Gia Ngư lúc này mới tới cạnh cửa mở cửa. Anh nhìn thấy Lâm Trục Thủy một mình đứng ở hành lang, giọng nam nói chuyện với anh lúc trước đã không còn. Không ai cả. Chu Gia Ngư gãi đầu, vừa nãy vẫn còn ở đây mà. Lâm Trục Thủy hơi nghiêng đầu, nói, hành lang có người. Chu Gia Ngư nghe vậy nhìn theo hướng Lâm Trục Thủy chỉ, thật sự thấy một người ở cuối hành lang là một người quen người đội đấu bồng mà họ đã thảo luận. Hắn vẫn khoác đầu ảnh, ngồi trên xe lăn, đấu bồng che giấu dung mạo và thân thể, khiến không ai có thể nhận ra tuổi tác của hắn. Lâm tiên sinh, hắn trượt ghế lăn, chậm rãi tiến tới. Biểu tình Lâm trục thủy lạnh lùng như băng, không nói lời nào. Lâm tiên sinh, ta đến để lấy lại đồ của mình. Nam nhân nói, ngài sẽ trả lại cho ta chứ hắn đại khái nói về bức ảnh trong tay Lâm Trục Thủy. Lâm Trục Thủy nhếch cầm lên, lạnh lùng nói, người có phải nên trả lại những mạng người ngươi thiếu trước đã? Ngài thật biết đùa, nam nhân nghe vậy nhưng nở nụ cười. Giọng hắn rất êm tai, khi cười có loại mùi vị đầu độc lòng người, trên tay ta không có mạng người, ngài không biết sao? Lâm Trục Thủy cười lạnh, hà tất lừa mình dối người xem ra ngài không có ý định trả lại cho ta nam nhân có vẻ hơi tiếc nuối nhẹ nhàng thở dài đã vậy ngài tạm thời giúp ta bảo quản đi hắn nói rồi xoay người tựa hồ định rời đi chu gia ngư định tiến lên ngăn cản hắn nhưng đã thấy lâm trục thủy lắc đầu không phải là hắn nam nhân lăn ghế khi sắp quẹo qua chỗ ngoặt đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn về phía họ chu gia ngư đang thắc mắc hắn định làm gì Nam nhân này lại chậm rãi mở miệng, tựa như cười mà không phải cười, từ miệng bật ra một câu, "Lâm tiên sinh, ngài có biết đồ đệ của ngài có tâm tư gì với ngài không?" Chu Gia Ngư sững sờ, Lâm Trục thủy nhíu mày. Hắn hy vọng ngài hôn hắn, ôm hắn, cùng hắn làm những chuyện giữa nam và nữ. Không biết có phải vì Chu Gia Ngư sững sờ đã cho nam nhân một loại tín hiệu sai lầm hay không, hắn nở nụ cười, giọng nói mang vẻ ác độc. Ngài có thể tưởng tượng xem, khi ngài tay cầm tay hướng dẫn hắn, trong lòng hắn đang nghĩ gì? Chu Gia Ngư trong lòng bùng lên một cơn giận, nghĩ thầm người này thật là độc ác. Nếu Lâm Trục Thủy không có ý định với hắn, thì việc tâm tư của hắn đối với Lâm Trục Thủy bị lộ ra, chỉ sợ cả hai sẽ rơi vào tình huống vô cùng lúng túng. Nhưng may mắn, Chu Gia Ngư trực tiếp nắm chặt tay Lâm Trục Thủy bên cạnh, nghiêng đầu hôn lên cằm tiên sinh, mỉm cười nói: không cần ngươi lo lắng, chúng ta đã ở bên nhau rồi. Nam nhân Chu Gia Ngư rõ ràng thấy tay nam nhân này nổi gân xanh khi nắm ghế lăn. Chu Gia Ngư chưa dừng lại ở đó, sau khi hôn cầm Lâm Trục Thủy, anh hôn lên môi hắn, rồi vòng tay ôm eo Lâm Trục Thủy, nói, ngài đi thong thả, xuống cầu thang cẩn thận, chúng ta sẽ không tiễn. Nam nhân nghiến răng nói, Lâm Trục Thủy, ngươi không muốn nói gì sao? Lâm Trục Thủy biểu cảm luôn rất nhạt nhẽo, lúc này nghe vậy lại nở nụ cười. Hắn không để ý đến nam nhân kia, mà đưa tay vuốt đầu Chu Gia Ngư, nói: "Đi, về thôi." Chu Gia Ngư ừ một tiếng, rồi cùng nắm tay nhau trở về phòng của Lâm Trục Thủy. Trước khi vào phòng, Chu Gia Ngư quay lại nhìn cuối hành lang, thấy rằng nam nhân kia đã biến mất. "Tiên sinh." Vào phòng, Chu Gia Ngư hỏi: ngài nói không phải hắn là có ý gì. Kia chỉ là một ảo giác. Lâm Trục Thủy nói, người thật sự nghĩ rằng hắn dám xuất hiện trước mặt ta để lấy đồ sao. Cũng đúng, tuy nhiên Chu Gia Ngư vẫn có chút không vui, cảm thấy người kia thực sự chán ghét. Nếu như không phải hắn và Lâm Trục Thủy đã thổ lộ tâm ý, e rằng tình hình sẽ trở nên rất tệ. Hơn nữa, chu gia ngư nhớ lại lần trước khi hắn và lâm giác rơi vào ảo giác từ chối thông báo của giả từ nhập vọng hắn suy đoán rằng người này biết được tâm tư của hắn từ đó làm sao vậy lâm trục thủy cũng nhận ra tâm trạng của chu gia ngư không tốt không có gì chu gia ngư nói ta chỉ là nghĩ nếu như tiên sinh không có ý nghĩ gì với ta mà lại bị người này cưỡng ép làm rõ liệu có đuổi ta đi không lâm trục thủy nghe vậy thì cười thế gian này đâu có nhiều cái, nếu, như vậy, ngươi yêu thích ta, ta yêu thích ngươi, đây là sự thật, cần gì phải lo lắng về những chuyện chưa xảy ra. Chu Gia Ngư bừng tỉnh, cảm thấy mình quả thật có chút lo được lo mất. Tuy nhiên, việc ở bên cạnh Lâm Trục Thủy giống như giấc mơ trở thành sự thật, luôn khiến hắn cảm thấy không quá chân thực. Buổi tối đừng trở về. Lâm Trục Thủy nói, ngủ ở chỗ ta, nếu không hắn có thể còn quay lại quấy giày ngươi. Chu Gia Ngư nghe lời mời của Lâm Trục Thủy, liền đồng ý. Tuy rằng trước đó hai người đã từng ngủ chung, nhưng đây là lần đầu tiên sau khi xác định quan hệ mà cùng ngủ trên một chiếc giường. Chu Gia Ngư nằm bên cạnh Lâm Trục Thủy, vốn tưởng rằng mình sẽ lo lắng dẫn đến mất ngủ. Ai ngờ vừa nằm xuống không bao lâu liền ngủ thiếp đi, nhắm mắt lại liền chìm vào giấc ngủ sâu chu gia ngư cảm thấy giấc ngủ này vô cùng ngon hắn thích nhất mùi đàn hương nhàn nhạt, nhạt đặc trưng của lâm trục thủy luôn vờn quanh bên cạnh hắn từ đầu đến cuối không có một giấc mơ nào khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau hắn mở mắt ra liền thấy lâm trục thủy nằm nghiêng hắn bị lâm trục thủy ôm vào trong ngực mặt áp vào lồng ngực rắn chắc ấm áp thực ra nếu chỉ quan sát bề ngoài chu gia ngư vốn tưởng rằng lâm trục thủy sẽ có thân thể gầy yếu nhưng khi tiếp xúc kỹ hơn hắn mới phát hiện lâm trục thủy là điển hình của loại người mặc quần áo thì gầy cởi quần áo thì có thịt bất kể là trên tay hay lồng ngực cơ bắp đều cân xứng và rắn chắc chu gia ngư đưa tay chạm vào cảm nhận được sự cứng cáp khoảng cách gần gũi như vậy khiến chu gia ngư cảm thấy hạnh phúc đến mức muốn ngất đi hắn hôn nhẹ lên cầm lâm trục thủy rồi hôn lên má lông mi chán Chu Gia Ngư say sư hôn mà không nhận ra người bên cạnh đã thay đổi nhịp thở. Đến khi hắn hôn lên môi lâm trục thủy, cánh tay vốn ôm hắn bỗng siết chặt, kéo hắn vào lòng, hai người không còn khoảng cách. Tiên sinh, Chu Gia Ngư sợ hãi, ngươi tỉnh rồi. Lâm trục thủy nói, sao không tiếp tục? Chu Gia Ngư có chút ngựa ngùng, lẩm bẩm vài câu. Lâm trục thủy nói, trước đây ta vẫn luôn không muốn để ngươi gọi ta là tiên sinh nữa. Chu Gia Ngư, a? À, tại sao? Lâm Trục Thủy nói, bởi vì nghe rất xa lạ. Chu Gia Ngư có chút không hiểu, chính hắn rất yêu thích danh xưng này. Bất quá bây giờ thì cũng được. Lâm Trục Thủy nở nụ cười, dùng ngón tay vuốt nhẹ môi Chu Gia Ngư, giọng nói trầm khàn, bởi vì ta phát hiện, danh xưng tiên sinh này còn có ý tứ khác. Chu Gia Ngư lập tức hiểu ra. Gọi lại một lần nữa nghe xem lâm trục thủy nói chu gia ngư dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn ngón tay lâm trục thủy chậm rãi gọi tiên sinh hơi thở của lâm trục thủy bỗng trở nên nặng nề phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn